Nay 9 10 giờ kém thứ bảy ngày 26 tháng 2. Thế thì cái đàn này nó có 4 cầu thì tôi lại tách ra 2 cầu để nhập vào cái đàn 1 cầu. Thế là cái đàn 1 cầu lại thành 3 cầu để cho đàn ông phát triển cho nó đồng đều. Thế thì chúng ta không đặt thước thì con ong nó sẽ bu lên trên này. Như cái đàn này. Đó. Như cái đàn này. Cái đàn này thì 4 tôi tách đi 2 rồi. Chúng ta viện cầu giờ là tùy theo nhé. Đấy. Như đàn này 4 tôi tách ra đấy. Thì là 2. 2 thì... ong nội về mùa nào chúng ta cũng phải đặt thước nhé. Không đặt thước là giờ là ong non này này. Đáng nhẽ cái ong này là phải nuôi ấu trùng. Đấy, và dọn vệ sinh. Mà chúng ta không đặt thước thì là nó sẽ ngoi lên như thế. Mà chúng ta đặt thước là nó xuống là ong nó tụt xuống là nó sẽ nuôi ấu trùng. Thế vì đây tôi đang bo phấn ấy, để cho nó ăn hết cái phấn này rồi là tôi sẽ đặt thước. Đấy, nguy hại ở cách nuôi ong không đặt thước. Thì đàn này tôi lại tiếp tục cho xây tiếp. Đấy. Cho vào giữa này, cho xây. Đấy. Xây về cái mùa này thì ong non nó cũng chưa được nhiều nên nó cũng không nhanh lắm đâu. Chúng ta phải cho ăn nhé. Ong chúng ta để thưa là nó xây tay mèo này. Tôi lại ủ ấm tiếp. Thì trời nó vẫn còn lạnh lắm. Ép hết quần cho xuống dưới. Chứ không cho ngoài lên trên nữa. Về công tác xây cầu. Rồi video nói về kỹ thuật là tôi hay ngắt liên tục. Đấy, đàn này là cực yếu luôn. Nó có 1 cầu thôi. 1 cầu quân ít thế này. Thì ví dụ nó là cái quân chua tơ. Thì chúng ta sẽ tách ở những cái đàn 4 cầu ra. Đấy, đàn này mà muốn thì chúng ta sẽ tách ở những cái đàn mạnh ra ghép vào đây. Thêm 1 cầu quân đông hay là 2 cầu. Như cái đàn này 4 cầu. 4 cầu quân đông. Đó. Chúng ta không đặt thước đây. Đáng nhẽ ong này là nuôi ấu trùng. Nhưng bò lết hết lên trên nắp ngồi chơi xơi nước. Ngồi chơi xơi nước. Như cái đàn vừa xong là 1 cầu. 1 cầu. Thì các bạn phải lấy ở đây ra 2 cầu. Thế thì cái đàn 1 cầu vừa xong chúng ta xem đấy. Chúng ta mang đi khoảng 500m. 500m và chúng ta sẽ tách ra 2 cầu. Này gọi là chúng ta chia song song ra. Tạo cho một đàn mất chúa. Đấy, thì sau 10 giờ. À, ví dụ giờ là 10 giờ thì chúng ta tách thì chúng ta lại cũng mang đi. Để sát vào cái đàn kia. Đến tối là chúng ta sẽ nhập vào. Đấy, nhập vào thì chúng ta xem video nhập ong. Đấy, đầu tiên chúng ta tách. Tách ra chúng ta mang ra đằng kia để 2-3 tiếng đến 3 giờ chiều nó yên tĩnh đấy.
thì chúng ta gạt hai cái cầu ong này ra giữa này, ra giữa này, để cho ong non nó bám hết vào đấy, xong rồi chúng ta sẽ nhấc đặt ngoài ván ngăn ra khoảng 3 phân này. Thì chúng ta sẽ nhập vào, rồi đến sáng mai chúng ta lại cho vào đấy, chúng ta nhập từ từ thì nó biểu hiện thì nó chắc hơn. Thế và qua những cái tai mèo nào mà nó xây ra ngoài này thì chúng ta vặt hết đi, phá hết đi như ở cái ván ngăn này. Thì hôm qua tôi đảo cầu vừa rồi, nay thì về cái ong thì nó cũng nhập tăng tốc để chia đàn cho nó đồng ong đồng đều. Chạy ong của tôi năm nay thì nó vất vả hơn, nó mất hơn chục đàn một cầu. Nhưng mà chẳng qua là tôi hôm qua tôi tháo thước ra để cho ong nó lên nó ăn phấn. Chúng ta không dùng thước là cái lũ ong này gọi là trốn việc quan ra ở chùa đây. Đấy là không chịu và làm lại nuôi ấu trùng, lại chui hết lên trên này để dưỡng thân cho nó béo mầm. Đấy, ong nội là phải đặt thước nha các bạn, chú ý. Kể cả là cái lúc quay mật, vụ mật. Vâng, cứ như thế này. Có cái điện thoại nữa là ngày tháng giờ giấc như thế nào nó gần như là trực tiếp. Thế thì nhiều bạn cứ thắc mắc, cứ hỏi bảo là cái hoa vải như thế này liệu giờ ong mới bắt đầu đẻ trứng có kịp không? Đấy, kịp nhá. Nếu mà nơi nào mà rộ vải là vẫn cứ thu được. Đấy, chúng ta nhìn này. Đấy, vải đấy, hoa vải đấy. Thế mà kia hoa nhãn nhá. À, đây là thuộc dòng những cái lượng quả hoa nhãn kia là nhãn sớm, là nó loại sớm nhất. Thế thì vải đây, lượng ấu trùng là chúng ta vẫn cứ ok, vẫn cứ kịp nhá. Có 3 ngày trứng và 3 ngày trứng này, 3 ngày 5 ngày ấu trùng này. Đấy, thế là 8 ngày. Đấy, 11 ngày rưỡi vít nắp. À đúng rồi. 10 ngày. 10 ngày rưỡi vít nắp. À, là nó nở ra. Nở ra mà nó không phải nuôi trùng, không phải xây tổ nữa thì nó chỉ độ khoảng 7 ngày là nó đi làm ngoài trời. Đấy, khi nó khỏe chúng ta chú ý. Cái đàn này một cầu yếu đấy, như cái đoạn video trước đấy, tôi tách ra tôi nhập cái đàn vừa xong xây đấy về đây ha, giờ nó đã thành 3. Thế thì chúng ta xem cái đàn này. Cái đàn này thì nó là nguyên bản thì ong rất đẹp. Thế mà đàn ong chưa đủ quân về cái mùa quay mật là chúng ta không được thay ong chúa. Thế thì cái đàn ong như này mà quân càng đông càng tốt. Thì chúng ta chỉ việc chống chia đàn. Chống chia đàn thì nó dễ thôi. Nhưng mà đàn ong mà đã mất chúa là nói thực sự các bác là đàn ong không có ong chúa đẻ là rất ít mật. À, thì chúng ta trong vụ này riêng kênh của tôi cũng khuyên mọi người đừng qua thay ong chúa nhá. Thay ong chúa như con dao hai lưỡi đấy. Thà rằng chúng ta cứ để như thế này, chúng ta xử lý cái chia đàn thì nó rất dễ rồi. Dễ hơn ngủ với vợ. Đấy, đàn cứ như thế này là lỡ nước quân ra là cực nhiều đấy. Sau này có điều kiện thì chúng ta xây một cái cầu kho. Đàn này 3 cầu. Thế thì tôi cũng vừa xong rồi, tôi cũng giải thích với các bạn là tại sao tôi không đặt thước, thì tôi để cho nó ăn hết cái phấn bo này.
bo cái loạt phấn này này. Đấy. Cho nó ăn hết đi rồi là tôi sẽ đặt thước. Đấy, không đặt thước thì là rất nguy hiểm. Các bạn chú ý để khoảng cách ra mà nó không sao đâu, giờ nó phấn tự nhiên nó cũng quá rồi. Ok. Giờ tôi quay cho các bạn xem trên laptop. À, có bóng dáng của tôi, cũng cảm ơn. Đúng bác viết luôn. Ôi, kiến đây thì hỗn như ngáo ấy. Đây này, kiến này thì hỗn thôi rồi luôn nhá. Đằng này có vẻ yếu hơn bên kia. Đằng này tách ra rồi, tách ra nhà mấy ngày chưa chăm rồi. Ừ, nhưng mà... Ờ, được, cậu này được rồi. Giờ tôi sẽ kéo lên cái này là của kênh Đu Đủ. Đấy. Thế thì đây chúng ta nhìn cầu nhộng này. Đấy. Cầu nhộng của đây là của nhà anh Quang này. Đấy. Đu Đủ là đến gọi là quay video nhưng mà đến học. Học đi rồi, học xem đi rồi. Mà tôi xem kỹ là cái video là cái đoạn vừa rồi là có bóng dáng của tôi. À, giờ tôi sẽ click thêm ra cái chỗ này nữa. Đây cái cầu ong của sếp ở đây, à, của Quang đấy. Giờ cái này là phải cho ăn trùng xuống, cho ăn mạnh vào bắt đầu nó mới cơi lên. Đấy, cũng toàn đàn 4 cầu, đây cái đàn nào vừa xong. Giờ chúng ta đi đàn khác. Tôi cho chạy này. Đấy. Hôm nay là đến mùa sàn nhỉ? Đúng không? Ông nhà em từ hôm nữa em còn chưa xem. Ông dưới vườn rưỡi. Hôm nay phải sàn nó thì thôi, đúng không mùa sàn, sàn 4 vọng luôn này. Sàn 4 vọng luôn. Tôi lại quay lại xem nào. Ơi. À, thấy chưa? Lớp này nở thì lấy mật thoải mái. Sợ bay ấy. Ông anh bay được. Sắp bay. Bay chứ. 2-3 ngày trăm lần, ngày trăm lần. Nó bay kể đâu được, không cất cánh bay hết. Sắp bay. Cất cánh đi. Chứ họ phải đi đâu xa. Cất cánh, cất hết, cất hết cánh. Mới lao này, mới lao được 2 hôm. Hai hôm nó từ hôm kia. Hai hôm. Nghe mới lao từ hôm bắt đầu hưởng nắng không? Mới lao hôm trưa, nghe hưởng nắng. Tối hôm gần hưởng nắng. Nhưng mà có cho ăn gì không? Sao cho ăn đường gì ạ? Mới xây về ok rồi. Nó lấy nhộng đấy. Đây là 4 hôm, 3 hôm rồi. Mới lao 2 ngày mà nó xây xong hết rồi. Chả biết mất hay không, cứ thấy chăm nó lên. Nó khoái à. Đấy, cái con rồi. Okay, hết rồi. Anh cứ khen mãi mà bắt ong mày về anh xa nó thành 4 năm vợ. Còn được mùa anh vẫn mùa là do trời. Do trời quyết định. Bây giờ bọn cũng có người mua đây. Cứ mà không bán đúng không? Người vì đam mê bán buôn gì. Mọi người ơi, chắc là em cũng xin phép kết thúc video tại đây rồi. Xin chào là tất cả mọi người, các video tiếp theo mọi người. Thế thì trời đợt này nó cũng rét. Thế thì qua cái đợt vừa rồi vừa xong rồi tôi cho các bạn xem cái video của Đu Đủ quay. Chính ra Đu Đủ đi học vựng. Nhưng mà phải nói là nhà anh Quang này cũng quá tốt. Chăm mong được nhưng mà phải cho ăn mạnh mà. Qua cái video này nếu mà nhà anh Quang này mà tăng cái lượng đường mạnh lên tí nữa, nhưng mà xây vội quá, xây từ từ thôi. Đấy. Ủ ấm như thế là nhộng rồi, chúng ta xem qua cái video đấy là cũng rất tốt.
tự dưng đu đủ thủy hồn. Và tay tôi ấy, tôi làm video như thế không bao giờ tôi đăng đu đủ, không biết gì cả, đu đủ ngây thơ lắm. Thế thì video hôm nay đến đây, chúng ta không được cắt cánh ông Chúa, không được thay Chúa trong cái vụ mật này nhá. Dồn lực vào để cho ông Chúa đẻ lấy quân đánh bật. Đấy, video hôm nay là nó ngắt quãng, nó nhiều đoạn lắm, mong các quý khán giả thông cảm. Thôi buổi video hôm nay tạm dừng, các bạn ủng hộ kênh nhà tôi thực sự mãi lắm. Thế thì xin phép tối nay giao lưu cùng với mọi người. Mọi người ủng hộ kênh, đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ, để lại một bình luận phía dưới. Xin chào. Bye bye.